Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 2023. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 132. Chùa mình có một bà cụ này, bà hung dữ dữ lắm, mà bà ai nói vậy là nghiến răng thấy ghê lắm, nghiến răng nhìn ghê lắm. Mấy cô chăm bà mà lo lắng cho bà, và cắn cái con bé chăm sóc, bà cắn nó một cái xong cái miệng của bà cứng đơ luôn. Cái miệng giống như bị tai biến luôn ấy. Thì mấy cô đưa Như Đức vô coi. Như Đức nói bà mỗi ngày hung dữ quá, người ta chăm sóc lo lắng cho mà giống như dùng cái gọi là người ta hiền hậu với mình mà dùng cái ác để đến với người ta, thì dùng ác mà báo ơn, dùng quán báo ơn thì tội nặng, tức khắc quả báo, tức khắc đến là cái miệng cứ ngắt. Nên Những Đức thường nhắc các cụ trong chùa phải hiền, tập hiền. Mình xa gia đình, xa con cháu, mà con cháu người ta vô chùa ở đây luôn với mình, lo cho mình, bản thân mình phải thương con cháu người ta như con cháu mình thì nó mới đúng nghĩa. Nhưng mà cứ nghĩ con cháu mình mà không thương con cháu người ta thì làm sao con cháu mình có phước báo. Nên chừng nữa Như Đức quay công đoạn ngắn cho bị coi. Bà thường ngày hung dữ ghê lắm, nên cho khắp nơi nơi coi. Mình phải tập tính hiền, cái tính không hận người để trong tâm. Khi mình hận người ta để trong tâm, quý vị, khi mình hung dữ hay mình nói tầm bậy, quả báo đến lúc là tự nhiên quý vị bị tai nạn. Nhớ kỹ. Nên á, mỗi người chúng ta dùng cái miệng niệm Phật, đừng bù dặn ai để trong tâm là hay lắm. Còn cái tâm sân hận, đồ tâm dữ dằn, quả báo đến với mình ghê lắm á. Nên Như Đức nói rằng mình vui vẻ dễ tính, sau này ai nuôi mình cũng khỏe. Mình câu có khó chịu, sau này ai nuôi mình cũng khó. Nên trong chùa, mỗi bên điểm chùa, Những Đức thường nói với ban tổ chức, sống phải có tình có nghĩa, có trước có sau. Nhớ kỹ, mỗi một ban bệ phải tập chỗ này. Tuyệt đối nhân sự làm chung, không được tự ý thay đổi hoặc là tự ý sắp người. Vì nếu như mà Những Đức không qua hoặc là Những Đức không tới lui thì việc này giao hết cho mình giải quyết vấn đề. Nhưng mà nhân sự mà đết người, mà nhân sự nào Những Đức thường ngồi chung là tuyệt đối phải hỏi Những Đức rồi mới điều tiết người ta, chứ không được tự ý sắp xếp con người. Tại vì sao? Vì mình tự ý sắp xếp con người lâu ngày thì những con người mà ta vô ta ở ta tu, người ta cảm thấy không yên tâm vì không có người đứng đầu làm chủ cho họ. Đúng không? Phải nhớ kỹ chỗ này. Chứ công việc Như Đức nhiều lắm, quý vị làm được tốt thì Như Đức mừng dùm cho quý vị, không muốn chen vô. Nhưng mà về nhân sự con người phải hỏi qua người trên, hỏi qua người trên. Ví dụ như việc đó, người đó diện gì, mình cho người đó đi. Người đó ở thường trụ rồi, mình cho người đó đi, không cho người đó ở nữa, hoặc sắp xếp công việc người đó lại, điều chỉnh lại, bàn với anh em một tí. Để làm chi? Để nó có sự chia sẻ với nhau cho có tình có nghĩa.
Và những đứa cũng biết từ sự việc đó đen chi. Thế khi mình giảng pháp, mình nhắc nhở quý vị, nhắc nhở. Chứ nếu như mà mỗi khâu mà ai cái gì không phải là tự điều chỉnh, tự sắp xếp ra luôn, lâu ngày gì mình phế người trên qua một bên, người ta vô chùa ở cảm thấy người ta sẽ bất an, vì không ai làm chủ cho người ta. Người dưới tay tự ý quyết định. Phải nhớ kỹ chỗ này. Cái này là cái như Đức nhắc để cho mọi người, mình làm việc gì phải có tình có nghĩa. Thật sự mà nói với quý vị, trong cuộc đời con người mình, Bữa nay bản thân người ta gặp những cái nghiệp trước gì đó, biết đâu ngày mai cũng tới mình. Nên bản thân mọi người chúng ta sống làm sao trước có sao, có tình có nghĩa, đặc biệt lắm. Tâm lượng phải lớn ra, vậy thì mình mới tồn tại. Những đức sống người trong chùa lâu năm, tự nhiên giết rồi người mình, thấy giữa con người với nhau còn duyên thì mình hợp, mà hết duyên thì mình xa quý vị. Không cần gây ra cái sự oán thù làm gì. Có duyên thì nó đến với nhau, hết duyên thì nó xa, tự nhiên lắm. Bản thân mình làm sao sống cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, cho thoải mái. Nên các vị trí chăm bệnh, chăm người già yếu như Đức thường nói, thương yêu nhiệt tình và hết mình, nhưng phải có hướng dẫn. Các cụ tuổi già tính tình khó khăn này kia, mình mang tâm khoan dung tha thứ. Nhưng mà các cụ giữ thì quả báo các cụ tự chịu. Như bà cụ này, bà hung dữ quá, con ta chăm sóc lo lắng, bà cắn con ta cứng đơ miệng luôn, thấy không? Cái quả báo nó đến với những người mà mình làm ác, mình nghĩ ác, và mình làm điều không phải, nó đến với mình chứ không phải giỡn đâu quý vị. Vì mỗi một con người họ có phước báo nhân duyên của họ. Nếu như họ sống bằng cái tâm chân thật, đúng đắn, mà mình lấy cái tâm mà hẹp hòi, mình đối xử với người ta, mình sẽ chịu quả báo lớn. Thí dụ như nhà Đức lo cho bao nhiêu người già đi, lo việc này việc kia, nhiệt tình hướng dẫn Phật tử, dùng đa dạng phương tiện hướng dẫn Phật tử, mà những bài pháp như Đức giảng mà cái người mà bình luận nói là bậy bạ nè, quả báo lớn. Tại vì sao? Vì họ nhất định duyên phước rất là lớn, nên những bài giảng của họ khi mấy trăm ngàn người coi, và bao nhiêu con người được lợi ích. Một chương trình lễ hội mấy chục ngàn người về, có nghĩa là người ta được lợi ích, đông dữ lắm người ta mới về. Người ta được lợi ích và chương trình nó phải đặc biệt thì sao? Về hướng dẫn người ta, hướng dẫn bao nhiêu người niệm Phật, hướng dẫn bao nhiêu người tu, làm bao nhiêu nhân viên đặc biệt, đem tịnh độ truyền bá. Hiện tại những đức là người hướng dẫn pháp môn tịnh độ, là nhiều người tiếp nhận, và phương pháp tu là nhiều người áp dụng tu đông nhất. Mà mình á, nghe mình không thích thì mình đừng nói gì hết, hoặc là một câu A Di Đà Phật thôi, mình đừng có nói tầm bậy. Nói tầm bậy mình chịu quả báo, như bà cụ trong chùa rõ ràng lắm, thấy không? Một lời nói không phải, mình chịu cái quả báo đến với mình, nó không cần thiết, không cần thiết. Thí dụ như mình không thích, mình đừng coi, đừng nói gì chứ là sốc, đừng có hình chi mất công, đúng không? Để chịu quả báo. Tại vì người ta làm bao nhiêu việc lợi ích lớn, phước báo nhân viên người ta lớn quá, mình thì đâu có phước gì đâu. Cá nhắc một gia đình nhỏ nhỏ, mình nói tầm bậy, quả báo mình chịu, báo mình chịu rất là lớn, không có giỡn đâu đó. Nên nhà Đức trong ngôi nhà Tam Bảo, Đức thấy nhiều cái việc nhân quả đến với mình nó xác thực lắm. Nên bản thân chúng ta mang tâm thương yêu tha thứ từ khi quá đáng tác hại trong chùa chiền tổ chức lớn quá, lúc đó mình bạn người trên sắp xếp cho người ta. Tại vì họ trong chùa không lo tu gì hết mà tác hại quá lớn đối với mọi người. Còn nếu như họ chưa đến nỗi quá đáng, chưa đến nỗi quá đáng, mình sống với họ có tình có nghĩa, người xung quanh cũng thấy ra, ô người này sống có trước có sao, có tình có nghĩa, thì tự nhiên người ta càng quý trọng, người ta càng quý mến mình. Còn nếu như mà bản thân mình sống tự ý bản thân mình, tự mình hại mình, không tốt.
tự hai mình, mình hai mình chứ không phải đơn giản ấy quý vị. Nên phải nghe, phải nhận thức sâu sắc. Nên chúng ta đến với cuộc đời này siêng năng tu phước duyên, siêng năng niệm Phật, gây dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc. Chứ nếu như mà mình gây dựng cái hận thù, phiền phức lắm, nó cũng trở ngại lớn dữ lắm, trở ngại chứ. Nó nên mục tiêu mình đi tu là giải thoát quý vị, chánh tối đa những cái gầy dựng ra quán thù. Còn cái người mình mà lỡ mình bị quan ức cái gì thì bản thân mình nghĩ mình tương lai mình niệm Phật sanh cực lạc, thôi không buồn giận hẳn ai hết. Nghe lời thầy, không có buồn giận hẳn ai hết. Niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm Phật. Mình tu hành, mình gặp sự cố trở ngại gì cũng là do nhân mình gieo, bây giờ quả mình chịu. Phật pháp quý vị, mình đem mình chia sẻ, nhưng mà mình phải tin sâu nhân quả. Mình giảng làm sao cho mỗi bên đều nghe và cởi mở ra, cho nó không nghiêng qua bên nào. Nó là trung đạo quý vị, Phật pháp là trung đạo mà. Phải nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa ngày tu khổ hạnh 6 năm mà ngày đâu có thành Phật đâu, mà cuối cùng ngày hướng đến trung đạo, ngày tu ngày mới thành Phật. Nên sống có tình có nghĩa là trung đạo, có trước có sau là trung đạo. Sống có chung có nghĩa là trung đạo. Phế như những chỗ này là mình nghiêng rồi đó quý vị, thất bại. Nên một câu Phật hiệu này hay lắm, có thể giúp cho chúng ta cái tâm mình dịu xuống. Nhưng Đức thấy cái cõi vô thường này, cuộc đời mình làm được việc gì lợi ích cho người ta mình làm. Như Nhật Đức nói mấy anh em trong chùa, mình bắt một bóng đèn cho người ta ngoài đường người ta đi thôi, cái đó cũng là sự lợi ích xác thực. Những việc làm này ý nghĩa. Như Đức thấy mấy anh em bắt đèn đẹp hàng lối đồ, Tết hôm nay Đại Tùng Lâm ta vô rực rỡ, ngôi chùa đáng vậy rồi, bây giờ đèn đuốc xung quanh cho sáng sủa đàng hoàng, nó ta vô ngôi chùa quan hỷ biết bao nhiêu mà nói. Nó cái việc làm mấy anh em tu phước tu duyên gọi là nội tài bố thí. Nếu không có các anh em mà làm thì những đức cũng chưa chắc làm. Nhưng mà có các anh em làm, những đức lại chịu đầu tư. Mà không có những đức đầu tư mấy anh em cũng không làm được. Nên chúng ta tu phước tu duyên là cộng tác, cộng tác tu phước duyên, mà nhờ có người trên chỉ đạo lãnh đạo cho mình. Nên bản thân mình làm đấy bình yên quý vị, thấy được tốt. Nên mỗi một người chúng ta đến cuộc đời này khéo léo tu phước duyên. Cái tu phước tu duyên là cái cực kỳ quan trọng. Chúng ta được lợi ích rất là lớn. Nếu như con người mình phước báo lớn, mình ở một nơi mình trụ tâm ở một nơi bình yên lắm. Con người mình khi phước báo có vấn đề là cái tâm mình sẽ rất dễ bị dao động, chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhất là mình ở trong ngôi nhà tam bảo mình tu, mà cái tâm mình ở đây mà mình nghĩ chỗ khác là bản thân mình có khi mình không ở trong chùa được đâu. Mình ở đâu mình phải an định tâm ở nơi đó. Đối với gia đình người thân mình phải tùy duyên. Nếu như mà mình mà có cái tâm phan duyên, mình không có độ được người thân mình đâu. Mình đã vô tới ngôi tam bảo mình tu rồi, mình phải duy trì cái gốc, mình phải duy trì thật là chắc thì con người gì mới khôn, mới độ được người thân mình. Cuộc sống mà tiền bạc vật chất biết bao nhiêu mà người ta cho là đủ. Có ai mà như những đức mà nói chúng ta đủ tiền xài không? Tại vì biết đủ thường vui, bao nhiêu cũng là đủ. Biết đủ thường vui quý vị à, 100%. Nên những đức mà nói câu đó quý vị ít thấy ai nói câu gì đó. Nhiều người ta rất có tiền nhiều, người ta có không bao giờ nói người ta đủ đâu quý vị. Ta nói với phạm vi nào thôi, chứ ta không có dám nói trước mọi người. Như đức thì thấy mình biết đủ là thường vui. Nên á, mình được vô ngôi nhà tam bảo mình tu, cơ hội mình tu phước tu duyên mình cố gắng. Cái tâm gầy dựng phải cực kỳ mạnh, chứ nếu không nó dễ thối tâm. Cả Phật tử ngoài đời cũng như cư sĩ, nếu như mình đối Phật pháp mà mình thối tâm, lo làm ăn, lo kiếm tiền, lo công việc, mà không mỗi ngày nghe pháp niệm Phật thì quý vị tiêu.
Đây mới là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Chứ không phải kiếm thêm chút tiền nữa làm mừng đâu. Chúng ta mỗi ngày gầy dựng Phật pháp niệm Phật là mừng cho mình. Vì cuộc đời của người một ngày đi đến tuổi già, dù cơn vô thường đến, chúng ta chưa đủ được tính nguyện thì bản thân mình tiêu. Qua một đời mình uổng phí. Cơn vô thường trong cuộc đời này nó bất chợt đến với mình, không ai lường trước được. Nên chúng ta mỗi người phải gầy dựng tính tâm tính nguyện cho cực kỳ mạnh, siêng năng niệm Phật đi đứng nằm ngồi. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Vì thấy trong cuộc đời này giàu đó, nghèo đó, khỏe đó, bệnh đó, sống đó, chết đó, bất chợt vô thường vô cùng luôn. Bản thân mình mỗi ngày nhờ nghe Pháp được nhắc nhở niệm Phật là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Nếu như mà mình giải đãi mình theo cái cuộc sống kiếm tiền, mình bỏ cái vật hiệu, bỏ tu, đây là sự thiệt thòi lớn nhất. Phật nói thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Bây giờ có thân người mà còn gặp được tịnh độ, mà mỗi ngày được động viên tu, đây là cái nhân duyên cực kỳ thù thắng. Mình mà bỏ tu mà không siêng năng niệm Phật là đây là thiệt thòi nhất. Hồi xưa có cái chú này, những đức biết, ông biết tịnh độ thời gian lâu, ông đi làm nhiều chương trình. Chương trình nào là những cái chương trình tam thể hệ niệm lớn lớn. Sau này gia đình đồ này kia đồ, kêu thôi giờ phải lập gia đình đồ này nọ, để mà gọi là sự nghiệp, để báo hiếu cho cha mẹ. Tâm ông tu cũng thối thối tâm rồi. Người ta nói thêm câu nữa, chích câu nữa, bỏ đi. Bước ra cuối cùng làm chuyện tầm bậy tầm bạ, mang tiếng mang tai, hiếu báo được không? Không báo hiếu được, còn dính líu tầm bậy tầm bạ rồi, bị cười chê, cha mẹ còn mắc cỡ thêm. Nên những đức nói mình nương tựa Phật Pháp nó hay lắm. Nên mình nương tựa Phật là giác ngộ, mình nương tựa Pháp là chánh, mình nương tựa Tăng là tịnh. Phật Pháp Tăng là giác chánh tịnh. Nên có người mình sống trong cuộc đời này mà giác ngộ trong mọi hoàn cảnh, dùng tâm chân chánh nhiệt tình đến người ta, nhìn tâm thanh tịnh là dùng tâm thanh tịnh là chúng ta tùy duyên là thanh tịnh. Giữa mình với người này hợp với nhau nhiều thì mình nói chuyện thêm vài câu, không hợp với nhau thì ít nói vài câu, không có gì hận thù nhau. Đó là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh không phải là không có một chút vọng tưởng, mà là tùy duyên. Nó tùy duyên tiêu nghiệp chứ phan duyên chuốc tay ương. Nó nói duyên hợp duyên tan là lẽ tự nhiên của cuộc đời này. Duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Nên chúng ta đừng có mang tâm hận thù báo thù gì hết. Người như vậy quý vị, mình mới là người tu hành giải thoát. Nên ngày nào chúng ta cũng học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Mình muốn mình là tương lai ở thế giới cực lạc chứ không phải ở đây. Hồi sáng nghe Đức nói chuyện bên đầu chàng ba, mình tương lai người thế giới cực lạc chứ không phải ở đây. Nên mình đã được vô ngôi nhà tam bảo, mình tu tập bản thân mình phải gầy dựng tính tâm tính nguyện cho nó mạnh. Một người ở trong ngôi tam bảo mà không hòa nhập được với mọi người, bản thân mình tu là cá nhân, nhưng đối với mọi người mình hòa nhập được. Có những cái phạm vi mà những đức ngồi chơi với các anh em trong chùa, ngồi uống một lon nước, những đức nói nó không đến đâu là đâu, cái việc gì quá đáng. Nếu như những con người nam này họ mà không đi vô chùa tu thì họ ngoài đời bao nhiêu con người này họ sẽ hư cỡ nào, ăn nhậu bê tha hư cỡ nào chứ. Nên con người ta có khi người ta không nhận thức được một cái lỗi nhỏ mà người ta cho nó là quá đáng, nhưng một cái tội to lớn thì cho nó là bình thường. Con người mình ưa bị những cái sự tư duy nó hẹp hòi mà nó không có phát triển được, cái tư duy hẹp hòi. Nên những đức nuôi chúng trong chùa, những đức nhìn cái rộng cái lớn. Bây giờ tuổi trẻ trong chùa, quanh năm ở trong chùa không đi đâu cả, khi ngồi chơi với mấy anh em, nói chuyện vui với mấy anh em nghe được, ngồi uống một lon nước không là cái gì cả, nhưng anh em lại đi theo quy tắc trong ngôi nhà tam bảo. Hồi xưa những đức biết một cái chú này, ông nói ông đã từng ở trong một cái chùa,
ngôi chùa đó ăn kiêng dữ lắm. Nhưng mà người ở trong chùa đó lại có khi đi mua đồ ăn đồ uống đem về, tập trung đóng cửa phòng, bấm cửa lại ngồi ăn. Ăn kiêng, đói thèm quá. Thì tới đời những đức lo lắng cho các em đầy đủ ăn uống, ngày giờ những đức cho ăn, thà ăn quang minh chánh đại đàng hoàng. Chứ không thôi để mấy ông thèm, mấy ông làm gì nữa, thì không khác nào mang tội ăn cắp. Ăn bằng một cái ăn mà gọi vụng trộm, ăn mà như là cái tâm ma quỷ không đúng, phải không? Nên từ nơi đó mà những đức điều chỉnh lại cho chúng trong chùa, từ các cụ đồ ăn uống rõ ràng trên bàn, không có được dấu đúc cắt dấu này kia. Không khéo mình mang tâm ăn cắp, tâm tham. Tâm tham nó nghèo đời đời kiếp kiếp, mà chết còn đi đọa tam đồ ác đạo. Nên mỗi một con người mình, quý vị, mình tiếp nhận Phật pháp, mình phải có một định hướng rõ ràng. Mục tiêu đi tu là mình gầy dựng quyết chí. Còn mình ở trong ngôi nhà tam bảo mà được xuất gia, mình ở trong chùa mình tu, thì mình nhiệt liệt, mình coi chùa là nhà của mình nhiệt tình hết mình. Mình lo lắng cho ngôi nhà tam bảo, đúng, rất là đúng. Còn nếu như giờ mình ở trong ngôi nhà tam bảo mà mình nhớ ở đâu, vì sao mình tu được? Bây giờ phải về độ người thân, độ anh chị em, sao mình độ được? Bao nhiêu người có độ được đâu? Nó hồi đó có những người nghe đệ tứ quy cái xong rồi để về nhà báo hiếu cha mẹ, về nhà làm phiền thêm cha mẹ. Vì cảnh giới ngoài đời quý vị biết nó đâu có đơn giản, sự lôi kéo nó kinh lắm. Giờ cuộc sống cơm áo gạo tiền đâu có đơn giản. Mình nói thì nói cái chuyện đơn giản là bản thân mình vì sống sống vậy, mình không nghĩ rằng bây giờ mình phải đi kiếm tiền nữa. Phụng dưỡng cha mẹ đâu phải là tiền sẵn cho vị mua đồ ăn cho cha mẹ đâu. Mấy vị phải đi kiếm tiền, mà đi kiếm tiền thì phải đụng chạm với nhiều con người thì mới kiếm được tiền. Mà kiếm không được bao nhiêu thì tự nhiên lúc đó nó phiền não sanh ra. Lo cho cha mẹ cũng không xong mà khi làm phiền thêm cha và mẹ, mình còn hư hỏng. Nên những đức nói bản thân mình được cha mẹ sinh ra, mình ở trong chùa được bình yên, mình làm việc ý nghĩa trong cuộc đời, cha mẹ cũng cảm thấy vui lòng. Bản thân mình tu mà không cố gắng mà thối tâm thì mình bứt luôn cái gốc. Tương lai người thân cha mẹ đi đến chùa để được tiếp nhận đạo, bản thân mình bứt rồi thì làm sao độ người ta. Nên bản thân mình đã đi tu phải gầy dựng ở trong ngôi nhà tam bảo cho cực kỳ mạnh. Đó mới là cái tâm độ sanh, đó mới là cái tâm rộng lớn. Nên mình đi tu, mình gầy dựng cái gốc cho chắc để người ta tìm đến mình. Còn bây giờ mình đi tu, mình đi tìm người ta, sao đổ người ta? Những đức từng nói rằng một cái bánh mình thấy nó là ngon, mình rủ người ta ăn, ta không ăn kệ người ta, bản thân mình cứ ăn. Một ngày nào nó đói quá, nó lỡ nó xin mình, mình nói cho nó nghe xong mình mới cho nó ăn. Vậy mình mới giúp người ta được. Còn nếu như mà bản thân của mình nài nỉ người ta quá, người ta nghĩ rằng mình bỏ thuốc vô cho người ta ăn, hại người ta, ta nghĩ ngược lại mình không độ được người ta. Như có một cô có đang tu trong chùa mà cô xuất gia, cô gặp những đức, cô nói rằng về đang giúp mẹ đồ này kia đồ, để con tìm cách con đưa mẹ con vô đây này nọ đến đây. Nếu cô về luôn. Mình là người đi tu, cô xuất gia rồi, mà giờ mà cô dính cái chuyện thế gian xã hội không đúng phù hợp chút nào. Cô cứ làm tròn trách nhiệm của cô ngôi nhà tam bảo đi, hết lòng hết dạ ngôi nhà tam bảo đi. Người thân mình chừng nào được độ sẽ tự đến. Như bản thân của những đức mà anh chị em đi đến chùa những đức để tự nhiên cho họ tu, không có giờ những đức đụng vô cái chuyện của họ. Chừng nào họ gì thì họ đi gì, họ ở thì họ ở, họ tu, ban tổ chức tự sắp xếp. Chứ nhà đức không có giờ lỡ nói chuyện này chuyện kia, tại vì thấy không có chuyện gì phải nói. Còn đối với một Phật tử có chuyện người ta tìm mình, ta hỏi mình cũng nói. Nhưng mà họ không có chuyện gì để nói với mình thì mình chuyện gì nói với họ, tùy duyên. Như vậy mà giữa những đức với anh chị em nó lại có một cái gì đó quý trọng và cung kính nhau. Chứ nếu không mà gần gũi cái gì cũng bo bo họ, họ vô chùa họ ở là mình làm mưa làm gió lúc đó. Nói người thân của ông thầy Đức này kia được, phải có chuyện xảy ra không? Bởi vì anh chị em nhà Đức đi vô chùa có bao giờ mà nói ai cái gì, biết cái gì đâu nói, cũng không đụng được cái chuyện gì của ai. Tại họ không có vai trò gì dính ở trong chùa. Này rất là rõ ràng 100% luôn.
Nên những đức làm việc rõ ràng lắm. Làm việc với mấy anh em gì nữa, vai trò người nào ra vai trò người nấy. Bố trí à, tôi tin tưởng ông, tôi đưa ông lên, ông cứ làm. Hoàn toàn hỗ trợ cho ông để đứng lên ông làm, hết lòng hết dạ. Cái gì ông báo cho tôi hết lòng giúp đỡ ông để ông phát triển. Cái gì rõ ràng cái nấy hết trơn quý vị à. Mình phải rõ ràng. Khi mình còn tại thế mình rõ ràng, cái gì cũng rõ ràng. Khi lỡ mình chết bất tử, trách nhiệm mình cũng đã xong. Nên cái người tu mà có tâm giải thoát mạnh, giải thoát là nhìn thấu quý vị, nhìn thấu buông xuống. Nên mới nói câu niệm Phật làm chính, Phật sự tùy duyên. Niệm Phật làm chính nghĩa là cái gốc niệm Phật là chính. Phật sự là duyên đến thì chăng thật làm, nhưng phải niệm Phật là chính thì Phật sự mới tùy duyên. Nếu Phật sự là chính thì làm sao mà mình lấy niệm Phật làm chính được, không? Nên có những người ta lớn tuổi mà người ta lo quá nhiều thứ, ta không biết được cái niệm Phật giải thoát là chính. Thì khi cơn vô thường đến với họ bắt chợt, họ ngã ngửa, lúc đó cũng tiêu quý vị, cũng tiêu. Nên cái thiệt thòi lớn nhất của đời người là gì? Không ai dám ý kiến với mình, không ai dám gần gũi ý kiến, nói cái gì với mình cho mình nghe. Đó là cái thiệt thòi lớn nhất của đời người. Con người chúng ta ai cũng có cái sai, ai cũng có cái đúng, mà không ai dám ý kiến với mình là con người mình sẽ rất thiệt thòi, cực kỳ thiệt thòi luôn. Nên cái nhận thức sâu sắc về đời người, nhà Đức nuôi bao nhiêu người già như thấy rồi, tương lai mình cũng già, nên sống sao có tình có nghĩa, biết thương người. Tới một ngày nào mình lớn tuổi, mình cũng nhìn lại khoảnh đời cuộc đời mình, mình thấy mình cũng nở nụ cười. Nên như Đức thường đọc bài kệ, ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành bỗng hóa hư không. Nên cuộc đời này nó là con số không, cuối cùng mình chết. Nếu mình không biết niệm Phật thì đúng là uổng một đời của mình. Nên nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả đại chúng, ai cũng là người tín nguyện niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời, gặp được pháp môn niệm Phật là chân quý nhất. Cố gắng niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À gì đà phật à gì đà phật à gì đà phật à gì cùng cha cùng mẹ, nhưng cùng chí hướng,
cùng chung một tấm lòng. Còn bao nhiêu những khó khăn, còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Hãy về nơi đây
đất thưa khô cằn, miền quê khó khăn, cách xa thành đô. Thầy về nơi đây được mấy năm rồi, trong đêm hưu hát không bóng người qua, từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình, cùng bao tháng năm sống trong lặng yên, hoàng truyền Phật pháp Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Đường dài phía trước, thầy bền tâm vững bước đi qua. Dù lắm vững bước, vẫn mong thầy không nản lòng, để ngày mai chúng con được thấy chi.